Đổi mayonnaise lấy mù tạt. Mù tạt cung cấp rất ít calo, trong khi mayonnaise tạo ra một loại gia vị có gần 100 calo trên một khẩu phần. Đổi một thìa mayonnaise lấy mù tạt sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn 70 calo, đồng thời tăng thêm hương vị cho bữa ăn. Dùng nước sốt salad salsa. Nước sốt salad truyền thống có nhiều dầu và cung cấp khoảng 120 calo cho mỗi 2 muỗng canh. Thay vào đó, hãy sử dụng nước sốt salsa để trộn món salad của bạn chỉ với 12 calo trên 2 muỗng canh. Sử dụng các loại thảo mộc thay vì nước sốt. Một số loại nước sốt như thịt nướng có thể chứa 30 calo trên mỗi muỗng canh và một lượng đường đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, các loại thảo mộc có lượng calo thấp và bổ sung rất nhiều hương vị cũng như chất chống oxy hóa. Thưởng thức sữa hạnh nhân thay vì sữa bò. Sữa có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng một cốc sữa 2% chứa khoảng 120 calo. Thay thế sự lựa chọn này bằng cách lấy sữa hạnh nhân không đường sẽ giúp bạn tiết kiệm khoảng 70 calo, trong khi vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời cho sinh tố, đồ uống hay thành phần làm bánh.